Cập nhật căng thẳng Đông Âu và những diễn biến xoay quanh chính trường thế giới. Mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây. Trung Quốc hứng chịu đợt mưa lũ lớn lịch sử do bão Talim. Con đường tơ lụa cổ đại gặp mối nguy lớn, nhiều di sản hơn 1.000 năm tuổi có nguy cơ biến mất mãi mãi. Hứng chịu cả nắng nóng và mưa nhiều, Trung Quốc chỉ còn trông đợi vào may mắn để đạt được mục tiêu an ninh lương thực. Ông Putin thăm Nam Phi, Tổng thống Ramaphosa từ chối tuân thủ lệnh của ICC. Nga liên tục không kích Odessa. Ông Trump cho biết EU nên chi trả cho vũ khí Mỹ ở Ukraine. Nga và Ukraine giằng co ở miền Đông, tướng Mỹ nói về cuộc phản công của Kiev. Nga đẩy mạnh tấn công, lực lượng dự bị Ukraine báo động sẵn sàng chiến đấu. Trung Quốc hứng chịu đợt mưa lũ lớn lịch sử do bão Talim. Do ảnh hưởng của cơn bão Talim, khu vực tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã phải hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong lịch sử. Cơn bão Talim đã đổ bộ vào Trung Quốc. Trước đó, ảnh hưởng của bão đã khiến cho khu vực Gia Thiện, tỉnh Chiết Giang tại nước này phải hứng chịu cơn mưa lớn nhất trong lịch sử, với lượng mưa điên cuồng hơn 141mm trong vòng 1 giờ. Trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc, nhiều cư dân mạng tại Chiết Giang đã đăng hàng loạt các hình ảnh và video cho thấy cảnh tượng ở khu vực mà họ sinh sống. Qua những nội dung này, có thể thấy rằng trận mưa xối xả nhiều giờ này đã khiến hàng loạt tuyến đường ngập lụt, nước dâng đến tận nóc ô tô và nhiều người đi đường bị mắc kẹt. Ngoài những không gian công cộng như đường xá, bãi đậu xe, lượng nước lớn còn biến cả thang máy và cầu thang bộ trở thành những thác nước mini khi liên tục tràn xuống gây hư hại những cơ sở vật chất này. Thậm chí có những khu vực mà nhà dân cũng ngập úng nghiêm trọng. Theo những hình ảnh được người dân tại địa phương ghi lại, các tuyến đường nội đô bị ngập nặng đến ngang lưng người đi bộ. Một số phương tiện ngập tới nóc phải đậu dưới lòng đường. Có cư dân nhà bị ngập nước nặng như bể bơi. Thang máy trong tòa nhà trở thành thang nước, thang bộ trở thành thác nước. Một số cư dân mạng cho biết đường sắt cao tốc tạm thời ngừng hoạt động ở nhiều khu vực do mưa lớn. Họ không biết khi nào những phương tiện này sẽ hoạt động trở lại. Theo dự báo, bão Talim di chuyển về phía Tây Bắc và vào khu vực Quảng Tây, Trung Quốc, duy trì tốc độ 20 km/h. Talim có thể giảm tốc độ và suy yếu rồi tan dần vào ngày 19 tháng 7. Do cường độ của bão, Bộ Quốc phòng tại địa phương đã quyết định điều chỉnh cấp độ ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ cấp 2 lên cấp 3 và yêu cầu người dân chú ý an toàn trong thời điểm bão đổ bộ. Con đường tơ lụa cổ đại gặp mối nguy lớn, nhiều di sản hơn 1.000 năm tuổi có nguy cơ biến mất mãi mãi. Biến đổi khí hậu tại Trung Quốc đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho các di sản văn hóa tại các công trình quanh con đường tơ lụa của quốc gia này. Một nghiên cứu mới đây cho biết, việc thời tiết thay đổi ở vùng Tây Bắc Trung Quốc đang đe dọa các bức tranh và tượng trong hang động trên con đường tơ lụa cổ xưa. Điều này cho thấy việc khí hậu ngày càng ấm lên đang đe dọa một số hiện vật lịch sử quý giá nhất của nước này. Theo kết luận từ nghiên cứu Greenpeace, tác phẩm nghệ thuật Phật giáo trong hang động trên tỉnh Cam Túc đang gặp ngày càng nhiều rủi ro do khí hậu nóng hơn, ẩm ướt hơn và dễ bị mưa bất chợt. Cam Túc nổi tiếng với những hang động và tác phẩm nghệ thuật được lưu trữ trong nhiều thế kỷ. Li Zhao, một nhà nghiên cứu tại Bắc Kinh của Greenpeace, Đông Á nói, việc lượng mưa trong sa mạc đang tạo ra những rủi ro hiện hữu, thay đổi đột ngột về độ ẩm, lũ lụt và hiện tượng sập hang động đang xảy ra. Trong hai thập kỷ qua, nhiệt độ ở Cam Túc đã tăng nhanh hơn so với trung bình toàn cầu. Đồng thời, lượng mưa mùa hè đã tăng lên trong khi tổng số ngày mưa đã giảm. Điều này có nghĩa là khi trời mưa, thường sẽ có mưa nhiều. Thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng đã gây thiệt hại trong hang Mạc Cao, một di sản thế giới UNESCO tại Đôn Hoàng, còn được gọi là hang nghìn Phật. UNESCO cho biết các bức tranh trong hang động miêu tả chính trị, văn hóa, tôn giáo và cuộc sống hàng ngày từ thời xa xưa có giá trị lịch sử không gì có thể sánh bằng. Ngoài nguy cơ lũ lụt và rò rỉ, những trận mưa xối xả thường xuyên làm tăng độ ẩm trong hang Mạc Cao vượt quá ngưỡng an toàn cho công tác bảo tồn. Mức độ hơi ẩm vượt quá 60% gây ra hiện tượng muối kết tinh và làm nứt các bức tường trong hang động, làm hang chóc các lớp sơn. Những bức tranh trên tường từ thế kỷ thứ tư đang bị bong nhanh hơn, nghiên cứu cho hay. Các bức tranh và tượng vật trong hang động này nằm ngay phía sau điểm cuối của vạn lý trường thành ở phía tây của sa mạc Gobi, cho biết một số thông tin về hoạt động mua bán sầm uất thời cổ xưa và ý tưởng đã tạo nên con đường tơ lụa cổ đại. Trong vòng hàng ngàn năm bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, việc các thương nhân và du khách gặp gỡ trong hang động đã được khắc vào những vách đá gần Đôn Hoàng, để lại những tác phẩm nghệ thuật được bảo tồn nhờ khí hậu sa mạc. Nhưng mùa hè của khu vực này không còn yên bình hay khô ráo như trước. Trong hang động chùa Jinta, cách hang Mạc Cao gần 500 km,
độ ẩm trong không khí đã tăng lên đến 93% trong một trận mưa lớn vào tháng 8 năm ngoái. Ở mức độ này, quá trình phân hủy, mục nát và xói mòn trở nên khó tránh. Kể từ đó, một vết nứt đã xuất hiện trên cột chính ở giữa hang động, làm nước dễ thấm vào bên trong những trận mưa lớn. Trong những năm gần đây, công chúng Trung Quốc đã ngày càng quan tâm hơn đến thời tiết cực đoan khi lũ lụt gây thiệt hại lớn và đợt nóng kỷ lục đã làm người dân hiểu rõ hơn sự nguy hiểm của biến đổi khí hậu. Nỗ lực bảo vệ các hang động ở Cam Túc đã được tiến hành trong nhiều thập kỷ. Nhưng tới gần đây, các nghiên cứu mới được bắt đầu để xem xét làm như thế nào mà sự biến đổi môi trường làm cho công tác bảo tồn trở nên khó khăn hơn. Cam Túc nổi tiếng là quê hương của nghệ thuật hang động Trung Quốc. Đó là một ưu tiên đối với những nhà bảo tồn. Trong lịch sử và khảo cổ học Trung Quốc, các bức tranh trên tường, đền đài và tượng thần trong hang động có ý nghĩa tương đương với di tích Ai Cập cổ đại hoặc các kho báu vĩ đại khác của thế giới cổ đại. Dự án quét và chụp ảnh các di vật đang được tiến hành để tạo ra phiên bản 3D và các chuyến tham quan thực tế ảo. Công việc lâu dài này đã giúp hang động Đôn Hoàng trở thành một trong những địa điểm được chuẩn bị tốt nhất để chống lại biến đổi khí hậu. Việc sử dụng cảm biến tiên tiến và các phương pháp kiểm soát môi trường là một phần trong việc cho phép các nhà nghiên cứu như Greenpeace đo lường tác động của thời tiết cực đoan. Hang động ở Đôn Hoàng đã hưởng lợi từ những hợp tác kéo dài hàng thập kỷ giữa những chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới và Học viện Đôn Hoàng, nơi quản lý nghiên cứu và bảo tồn các di tích ở khắp Cam Túc. Khi mưa lớn và lũ lụt bất ngờ ập đến tỉnh Thiểm Tây vào tháng 10 năm 2021, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất có 1.763 di tích lịch sử bị ảnh hưởng, bao gồm chùa gỗ Jinxian, ngôi chùa gỗ cổ nhất của Trung Quốc. Với số lượng di vật văn hóa lớn đang đối mặt với nguy cơ và tính không thể dự đoán của biến đổi khí hậu, đôi khi phương án tốt nhất và có lẽ là duy nhất là chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất để đảm bảo không mất quá nhiều di sản cổ xưa. Hứng chịu cả nắng nóng và mưa nhiều, Trung Quốc chỉ còn trông đợi vào may mắn để đạt được mục tiêu an ninh lương thực. Trừ khi Trung Quốc gặp may vào mùa thu này và tránh được thời tiết khắc nghiệt như nắng nóng khắc nghiệt và mưa quá nhiều, sản lượng ngũ cốc hàng năm mới có thể đạt được mục tiêu đề ra. Vụ thu hoạch ngũ cốc quan trọng của Trung Quốc sụt giảm lần đầu tiên sau 5 năm. Các nhà phân tích cảnh báo sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc trong năm nay có vẻ không khả quan do năng suất mùa hè giảm và thời tiết khắc nghiệt hơn xuất hiện. Đặc biệt đáng lo ngại là vụ thu hoạch mùa thu, khiến cho 75% sản lượng ngũ cốc cả năm của Trung Quốc có nguy cơ mất mùa do thời tiết bất lợi. Trung Quốc đã phải đối mặt với những đợt thời tiết xấu hiếm thấy vào mùa hè này, kéo theo những rủi ro khác như hạn hán, lũ lụt và cây trồng kém phát triển. Các nhà khí tượng học trong nước và quốc tế cũng e ngại việc duy trì sản lượng ngũ cốc trong năm nay ở mức của năm ngoái sẽ gặp khó khăn. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, bất chấp những nỗ lực ngày càng tăng nhằm đảm bảo khả năng tự cung tự cấp lương thực, sản lượng ngũ cốc mùa hè của Trung Quốc đã giảm 0,9%, chủ yếu do mưa kéo dài gây thiệt hại cho lúa mì ở tỉnh Hà Nam ngay trước vụ thu hoạch. Tính đến năm ngoái, sản lượng ngũ cốc hàng năm của Trung Quốc vẫn ở mức trên 650 triệu tấn trong 8 năm liên tiếp. Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, Bắc Kinh đang chú trọng mạnh mẽ vào an ninh lương thực và đặt mục tiêu ít nhất là duy trì mức này và tăng lên 700 triệu tấn vào năm 2025. Thế nhưng, vào mùa hè này, Trung Quốc đã ghi nhận nhiều ngày nhất có nhiệt độ từ 35 độ trở lên, kể từ ít nhất là năm 1961, Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết. Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã cảnh báo hồi đầu tháng này rằng cây giống ở các vùng phía Bắc và miền Trung Trung Quốc có dấu hiệu tăng trưởng yếu do đợt nắng nóng kể từ cuối tháng trước gây ra những thách thức nghiêm trọng cho vụ thu. Nhiệt độ quá khắc nghiệt, dù quá thấp hay quá cao, sẽ gây thiệt hại cho sự phát triển của cây trồng, dẫn đến năng suất kém. Mặc dù có thể giảm bớt hạn hán và lũ lụt, nhưng không thể làm gì nhiều để giúp cây trồng chống lại nhiệt độ khắc nghiệt, ngoại trừ việc nhân giống những loài mới có khả năng chống chịu nóng hoặc lạnh tốt hơn. Và về vấn đề này, đã có những thành tựu trong phòng thí nghiệm, nhưng để áp dụng rộng rãi thì còn cần thời gian. Theo kết quả cuộc khảo sát quốc gia đầu tiên về rủi ro thiên tai vào tháng 2, hơn 70% các thành phố với hơn một nửa dân số Trung Quốc nằm ở những khu vực được coi là có nguy cơ xảy ra thảm họa thiên nhiên tương đối cao. Ông Putin đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg vào tháng tới. Ông là mục tiêu của lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, nơi Nam Phi là thành viên, và theo quy định, nước này phải thực hiện yêu cầu của ICC nếu lãnh đạo Nga tham dự sự kiện. Chính phủ Nam Phi đang ở thế tiến thoái lưỡng nan về ngoại giao. Một mặt là sức ép từ tòa ICC, mặt khác đảng đối lập hàng đầu của nước này, Liên minh Dân chủ DA,
đang cố gắng buộc chính phủ phải ra tay và đảm bảo nhà lãnh đạo Nga sẽ bị giam giữ và giao nộp cho ICC nếu ông bước chân vào Nam Phi. Tuy nhiên, Tổng thống Cyril Ramaphosa nói yêu cầu của DA là vô trách nhiệm, cảnh báo an ninh quốc gia đang bị đe dọa. Theo ông, Nam Phi đang tìm kiếm sự miễn trừ theo các quy tắc của ICC. Viện dẫn việc bắt giữ ông Putin có thể đe dọa an ninh, hòa bình và trật tự của quốc gia. Nếu không phù hợp, sẽ mạo hiểm gây chiến với Nga, ông Cyril Ramaphosa nói, đồng thời cho biết thêm điều này sẽ đi ngược lại nghĩa vụ bảo vệ đất nước của ông. Vụ bắt giữ cũng sẽ làm suy yếu sứ mệnh do Nam Phi lãnh đạo nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và đóng cửa giải pháp hòa bình, Tổng thống Cyril Ramaphosa cho hay. Tháng trước, Tổng thống Cyril Ramaphosa dẫn đầu một phái đoàn gồm 7 quốc gia châu Phi, trong đó có đại diện của Ai Cập, Senegal và Gambia, để tham gia các cuộc đàm phán về hòa bình với Nga và Ukraine. Nam Phi hiện là chủ tịch luân phiên của BRICS, tập hợp các cường quốc kinh tế, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Các hệ thống phòng không Ukraine đã đẩy lùi một cuộc không kích của Nga vào cảng Odessa trong đêm thứ hai liên tiếp, thống đốc khu vực cho biết. Nga đã tấn công các cảng của Ukraine từ ngày 18 tháng 7, chỉ một ngày sau khi rút khỏi thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn về xuất khẩu ngũ cốc an toàn ở Biển Đen. Không đến gần cửa sổ, không chụp ảnh hoặc làm lộ công việc của lực lượng phòng không, thống đốc Odessa Oleg Kiper viết trên ứng dụng Telegram. Toàn bộ phần phía đông của Ukraine đã được đặt trong tình trạng báo động không kích, bắt đầu ngay sau nửa đêm ngày 18 tháng 7. Trong khi đó, Moscow và Kiev đưa ra các thông tin khác nhau về tình hình giao tranh ở hướng đông bắc Ukraine ngày 18 tháng 7. Ukraine tiếp tục triển khai chiến dịch phản công ở miền đông và miền nam. Nga vừa mở một cuộc tiến công trên bộ ở phía đông bắc. Moscow nói rằng chiến dịch phản công của Kiev đã thất bại. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã tiến thêm 2 km về hướng Kupiansk, một giao lộ đường sắt quan trọng ở khu vực đông bắc Kharkiv. Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia khẳng định lực lượng Ukraine đang nắm thế chủ động ở khu vực này. Bà nói rằng lực lượng Ukraine đạt được những thành tựu mới gần Bakhmut. Ông Valery Sachen, phát ngôn viên của quân đội Ukraine ở mặt trận phía Nam, báo cáo giao tranh ác liệt xung quanh làng Staromaskoye. Ông nói, chúng tôi đã đạt được tiến triển qua các con phố, nhưng cũng cho biết lực lượng Ukraine chưa thể kiểm soát hoàn toàn ngôi làng. Kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công vào tháng trước, lực lượng của họ được trang bị vũ khí và đạn dược mới, trị giá hàng tỷ đô la của phương Tây, nhưng vẫn chưa tạo ra được bước đột phá lớn nào để có thể vượt qua phòng tuyến được bảo vệ nghiêm ngặt của Nga. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump đã không ít lần đụng độ với các đồng minh NATO, yêu cầu họ phải đáp ứng các cam kết chi tiêu quân sự và cho rằng liên minh quân sự phương Tây đã lỗi thời. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất một giải pháp mới để tài trợ cho việc thay thế vũ khí Mỹ gửi tới Ukraine trong bối cảnh Kiev xung đột với Nga, yêu cầu các đồng minh châu Âu trả tiền cho việc này. Ông Trump tiết lộ ý tưởng này trong một video vận động tranh cử được đăng tải vào hôm 18 tháng 7, khẳng định sẽ dựa vào châu Âu để bổ sung các kho dự trữ của Mỹ nếu tái đắc cử Tổng thống vào năm 2024. Ông tuyên bố rằng người kế nhiệm ông, Tổng thống Joe Biden, đã lãng phí một cách dại dột vị thế quân sự hùng mạnh mà ông đã gây dựng sau khi nhậm chức vào năm 2017. Tôi sẽ yêu cầu châu Âu hoàn trả cho chúng tôi chi phí xây dựng lại các kho dự trữ vũ khí được gửi đến Ukraine, điều họ nên làm ngay bây giờ. Nhưng Joe Biden quá kém và thiếu tôn trọng, thậm chí chỉ yêu cầu. Ông Trump nói. Cựu Tổng thống nói thêm rằng, trong khi Washington gửi hoặc hứa viện trợ gần 200 tỷ USD cho Kiev, các đồng minh châu Âu chỉ đưa ra một phần rất nhỏ. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump không ít lần đụng độ với các đồng minh NATO, yêu cầu họ phải đáp ứng các cam kết chi tiêu quân sự và cho rằng liên minh quân sự phương Tây đã lỗi thời. Ông chỉ ra hai hành động trong tháng này của ông Biden. Đó là thừa nhận kho dự trữ đạn dược của Mỹ ở mức thấp và huy động lực lượng dự bị triển khai ở châu Âu, là bằng chứng cho thấy vị thế an ninh suy yếu của Washington. Theo ông Trump, cách đây chưa đầy 3 năm, tôi đã xây dựng lại hoàn toàn quân đội Mỹ và đưa nước Mỹ vào một vị thế toàn cầu mạnh mẽ, duy trì hòa bình trên toàn thế giới. Chúng ta đã có hòa bình nhờ sức mạnh. 29 tháng sau, các kho vũ khí trống rỗng, các kho dự trữ trống rỗng, kho bạc cạn kiệt, hàng ngũ đang bị moi móc, đất nước của chúng ta hoàn toàn bị sỉ nhục, ông Trump khẳng định. Với tình hình hiện tại, việc xem xét cho phép Ukraine gia nhập NATO là hoàn toàn không cần thiết, ông Trump nói. Ông cũng cho rằng điều cuối cùng chính quyền nên làm là mạo hiểm chiến tranh với Nga hoặc Trung Quốc có vũ khí hạt nhân hay các quốc gia khác.
cựu Tổng thống cam kết rằng khi trở lại Nhà Trắng, ông sẽ ngay lập tức thực hiện lại các chính sách đối ngoại, nước Mỹ trên hết, trong đó có việc nhấn mạnh vào hòa bình và ổn định. Ông Trump tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Fox News được phát sóng vào cuối tuần trước rằng ông sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng Ukraine trong vòng 24 giờ bằng cách buộc Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng thống Nga Putin đàm phán một thỏa thuận hòa bình. Cựu Tổng thống tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quân sự của Mỹ, nhưng thêm rằng Lầu Năm Góc cần phải giảm chi phí đơn vị để thúc đẩy đồng USD tăng giá hơn nữa. Với tất cả số tiền chi cho Lầu Năm Góc, việc chúng ta hết đạn dược hoặc không thể nhanh chóng sản xuất vũ khí cần thiết là không thể chấp nhận được. Tư lệnh lục quân Ukraine nói rằng tình hình ở miền Đông tương đối phức tạp. Tướng Mark Milley nói cuộc phản công của Kiev không thất bại dù diễn ra chậm hơn dự tính. Tướng Oleksandr Sysky, tư lệnh lục quân Ukraine, đã tới thăm các đơn vị của nước này đang tác chiến ở tiền tuyến phía đông. Để làm chậm nỗ lực phản công của chúng tôi ở Bakhmut, đối phương đang điều động thêm nhiều quân và khí tài tới đây. Phần lớn trong số này là các đơn vị đổ bộ đường không. Bên cạnh đó, Nga cũng huy động thêm lực lượng tới Kupian, nhưng chúng tôi vẫn đang giữ chân được đối thủ. Tình hình tương đối phức tạp, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, ông Sysky nói. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã tiến thêm 2 km dọc theo mặt trận và tiến sâu 1,5 km ở Kupian. Theo hướng Đông Nam, quân đội Nga cũng đã ngăn chặn nỗ lực tiến công của Ukraine tại Zaporizhia. Ukraine đã giành được một số khu vực định cư tại đây, nhưng diễn biến phản công vẫn rất chậm. Cùng ngày, tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho biết cuộc phản công của Ukraine không thất bại dù diễn ra chậm hơn dự tính. Cuộc phản công của Kiev bắt đầu từ khoảng 5 tuần trước và diễn ra chậm hơn so với các kịch bản đã được dự báo. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Đây là sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế. Những bãi mìn ở ngoài kia thực sự nguy hiểm. Khi gặp phải chúng, các đơn vị có xu hướng chậm lại để giảm thiểu thiệt hại. Đây là một quyết định đúng, ông Milley nói. Cũng theo ông này, Ukraine vẫn còn một lực lượng đáng kể chưa được triển khai trong cuộc phản công. Kiev vẫn đang ẩn giấu thực lực. Họ đang chủ động giảm nhịp độ phản công để có thể vượt qua tất cả các bãi mìn của đối thủ, ông Milley nói thêm. Quốc hội Nga vừa qua thông qua luật nâng mức tuổi tối đa động viên quân thêm ít nhất là 5 năm, cao nhất có thể lên tới 70 tuổi. Luật mới đồng nghĩa với việc những sĩ quan cấp bậc cao nhất trong lực lượng dự bị có thể được gọi trở lại ở tuổi 70 thay vì 65. Cũng theo luật mới, tuổi phục vụ trong quân đội của các cấp bậc cao tiếp theo được nâng từ 60 đến 65. Độ tuổi các sĩ quan cấp dưới được nâng từ 55 lên 60. Giới hạn độ tuổi chung của toàn bộ binh lính được nâng từ 45 lên 55. Toàn cảnh chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Phía Nga cáo buộc vào sáng ngày 17 tháng 7, Ukraine đã tấn công cầu Crimea khiến một nhịp cầu bị hư hại, hai người thiệt mạng và giao thông trên phần đường bộ tạm thời bị đình chỉ. Theo hướng Starobes, các đơn vị tấn công của Nga đã chiếm được một số điểm cao quan trọng ở ngoại ô Novodianoi. Đồng thời, các trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Banka, Juraka và trên mỏm Toski. Lực lượng Nga sau nhiều ngày tấn công đã chuyển sang thế phòng thủ, củng cố chỗ đứng trên các tuyến đã giành được. Tại khu vực Bakhmut, quân đội Nga tiếp tục đẩy lùi nhiều nỗ lực của Ukraine nhằm phá vỡ các tuyến phòng thủ ở khu vực Bekhovka và các trận chiến tiếp tục diễn ra ở những điểm cao quan trọng gần Kaletscheka. Tại khu vực Orekhov, Ukraine đang chuyển nhân lực đến các hướng tiếp cận Drabotino, chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Vào tối ngày 17 tháng 7, UAV cảm tử Geron Nga đã tập kích vào cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở Odessa. Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận. Tại khu vực Orekhov, Ukraine đang củng cố tiền tuyến. Quân tiếp viện từ lữ đoàn cơ giới số 47 Ukraine đã đến các thành trì phía Bắc và Đông Bắc Drabotino. Ngoài ra, hai nhóm tấn công bổ sung đã được triển khai tới Lobkovoy, nơi các phân đội của tiểu đoàn 3 thuộc lữ đoàn cơ giới 118 thuộc quân đoàn 10 Ukraine, được tăng cường bởi các đơn vị của lữ đoàn 128 hiện đang tiến vào chiếm lĩnh các vị trí. Một nhóm lực lượng đặc biệt của Ukraine đã đến Chebaki. Ngoài ra, việc củng cố các vị trí tiền phương cũng đã được ghi nhận ở vùng lân cận Belogori, phía đông nam Orekhov. Các phân đội tấn công của lữ đoàn xung kích độc lập 78 Ukraine đã đóng quân ở đó. Việc không đạt được kết quả đáng kể ở mặt trận và trong một số trường hợp, thậm chí là sự rút lui của lực lượng vũ trang Ukraine, buộc chính quyền Ukraine phải có động thái phản ứng. Hiện công tác chuẩn bị cho một giai đoạn mới của cuộc phản công vẫn tiếp tục và vụ tấn công cầu Crimea dường như phù hợp với bức tranh chung về hành động của Ukraine. Hiện giao thông trên cầu bị hạn chế, dịch vụ phà đã ngừng hoạt động.
Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động hậu cần của lực lượng Nga qua bán đảo Crimea, hiện chỉ còn lại một hành lang trên bộ dọc biển Azov. Có thể dự đoán một cuộc tấn công từ lực lượng vũ trang Ukraine trong tương lai gần, vì nhiệm vụ ưu tiên của Ukraine là cắt đứt nguồn cung cấp qua phía nam vùng Zaporizhia. Trên hướng Svatoko, Kremensky, tại khu vực Kamazinoka, các đơn vị tấn công Storm với sự hỗ trợ của Lữ đoàn Cơ giới xung kích 21 Nga đã tấn công các vị trí của đội hình Ukraine ở bờ đối diện sông Jerebes. Trong những trận chiến khốc liệt, các binh sĩ Nga đã đánh bật quân Ukraine khỏi hai điểm cao về phía tây bắc Novovo-Dianoi. Lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai hai nhóm xung kích thuộc Lữ đoàn Su-25 để thực hiện một cuộc phản công. Ở phía nam gần Juraka, nhiều trận chiến giành vị trí đang diễn ra. Lữ đoàn 1 của lực lượng đặc biệt thuộc quân đoàn 9 Ukraine đã báo cáo về một cuộc tấn công của Nga vào các cứ điểm của đơn vị này. Ở Teni, lực lượng dự bị của Ukraine được đặt trong tình trạng báo động. Trên mỏm Tos, sau nhiều ngày tấn công, quân Nga chuyển sang thế phòng thủ. Đội hình Ukraine tổ chức thành từng nhóm nhỏ, tiếp tục di chuyển trong vành đai rừng, thăm dò chiến tuyến của Nga. Ukraine đang tích cực sử dụng các thiết bị trinh sát để tập kích pháo binh Nga. Đồng thời, một trạm tác chiến điện tử của Ukraine đã được triển khai đến khu vực lâm nghiệp Serebryansky để phá tín hiệu điều khiển của UAV Nga. Trên hướng Soleda, dường như lực lượng Ukraine đã phải rút chạy khỏi vùng lân cận Bekhovka do bị quân Nga phản kích mạnh. Lực lượng vũ trang Ukraine bắt đầu sử dụng chiến thuật lấy thịt đè người ở khắp mọi nơi mà không có sự hỗ trợ của xe bọc thép. Pháo binh Nga phối hợp cùng với lực lượng dù đã đẩy lùi một cuộc tấn công, xé nhỏ các đội hình Ukraine dọc theo hướng tiến quân và cuối cùng đẩy lực lượng Ukraine trở lại vị trí ban đầu. Tuy nhiên, cuộc giao tranh khốc liệt nhất diễn ra ở phía nam. Các nhóm tấn công hỗn hợp của tiểu đoàn 3 và 5 của Ukraine đang cố gắng bám lấy các điểm cao tiếp giáp với Kalechka. Các cuộc tấn công của đội hình Ukraine tiếp tục gần như không ngừng theo từng nhóm nhỏ và họ đã tiến được ít nhất một chút về phía ngôi làng, nhưng sau đó bị quân đội Nga đẩy lùi. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!